nhiệt độ để chờ các bác. Hôm nay ngày 9 tháng 3 năm 2020 thì cũng hết cái dịp ngày phụ nữ, quốc tế phụ nữ rồi. Mà em vẫn có một cái máy rửa bát khuyến mại với các bác. Con máy rửa bát của Panasonic mã TN1 các bác nha. Cái dòng này bình thường thì là vẫn bán là 4 triệu 7. Các bác mà xem clip nhiều rồi thì các bác biết. Nhưng hôm nay các bạn nào lấy thì em tặng thêm luôn cái hộp cửa nguồn của Liwa để kèm cái máy luôn thôi nhé. Thì giá 400 nghìn. Đấy. Là 4 triệu 7 các bác được tặng thêm hộp cửa nguồn Liwa luôn. Đấy. Con máy này thì rất là ngon, không có lỗi lầm gì mà em bán rẻ cả. Mọi thứ hoạt động hoàn hảo bình thường. Các chức năng hoạt động ok các bác nhé. Đấy. Đây là cái dòng máy TS1 mà hai cánh mở xuống dưới về hình thức còn tương đối là đẹp, chắc chắn không có nứt vỡ gì cả. Đấy, phần lưng hông cũng tương đối là đẹp. Lưng hông tương đối đẹp thôi nhé. Nói chung là máy hoạt động ok hoàn hảo hết, nguyên bản, tất cả nguyên bản hết. Và thỉnh thoảng thì cũng khuyến mại giảm giá một chút để kích cầu các bác mua hàng thôi. Giảm cái lãi suất đi một chút. Đấy. Đấy, con này sản xuất TN1 nên sản xuất 2009 thôi nhé, đời cuối của TN1. Máy thì tương đối là đẹp luôn, chắc chắn. Cái dòng này là cái chiều cao của nó là có 60 phân thôi. Thế nên các bác để ở vị trí nào ra số đều được cả. Đấy. Đây bên trong của nó này, chung là máy hoạt động ok hoàn hảo. Các cái chức năng thì ok, dòng 3 tay full của Panasonic rồi. Cũng không khác gì các cái dòng TR8 hay TR9 cả, y hệt luôn. Đấy. TN1 với cả TM5, TM6, 7, 8, 9 đều như nhau hết. Đây. Tất cả các chức năng bảng điều khiển máy chung là đẹp. Máy đẹp quá nhé. Mình tặng kèm đồ nguồn cho các bác. Bảo hành 6 tháng. Ship hàng toàn quốc, không bao ship thôi nhé. Tặng đồ nguồn nhé, không bao ship. Đây, giá 4 triệu 7. Đây, máy sử dụng điện 100V. Trên này các bác phải cắm qua cái Liwa này. Cái Liwa này là của em là 1500W. 1500W ạ. Liwa bảo hành 3 năm. Nhưng mà hàng công ty bảo hành 3 năm nữa nhé. Đây. Máy Panasonic nhà em còn rất là nhiều. Thỉnh thoảng cũng lấy ra khuyến mại giảm giá với các bác chút để mong các bác ủng hộ. Đây. Tính ra thì trừ đi 400 thì máy này chỉ còn có 4 triệu 3 nữa các bác nhé. Giá tương đương với một con Na Vòm. Đây. Giá tương đương với con Na Vòm nhưng mà chắc chắn là chạy ổn định hơn Na Vòm rất là nhiều. Từ dòng Panasonic chạy rất là ổn định, bền bỉ, cải tiến rồi đó mà máy chạy rất ngon lành luôn. Các bác nào không lấy Liwa thì em trừ cho bác 400 luôn thì còn 4 triệu 3 thôi. Đây các bác nhé, khuyến mại một chiếc duy nhất này thôi, các bác nào mua thì alo cho em, cảm ơn các bác.